Hai bị can nguyên là trưởng phòng kế hoạch tài chính và kế toán, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 16 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và Vũ Thị Thu Hòa, sinh năm 1970, nguyên kế toán, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang. Hai bị can trên bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 4. Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quyết định số 775, quyết định TTG ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2017 đến năm 2020, chủ đầu tư, bà Vũ Thị Thanh Huyền, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và Vũ Thị Thu Hòa, nguyên kế toán Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.